Hi mọi người, lâu quá mình không có upload video lên cho các bạn xem. Dạo này mình cũng hơi làm biến. Nhưng mà hôm nay thì chủ nhật mình ở nhà. Hôm nay là ngày 31 tháng 10. Ở nhà rảnh rỗi không biết làm gì thì mình sẽ đi ra hái trái hồng ha, hồng giòn. Mình có nhà mình có hai cây, đây là một cây và đây là cây thứ hai. Mà cây thứ hai thì mình ngày nào mình cũng ra hái trái và bà trái ăn cho nên muốn gần hết rồi. Chứ còn cây thứ nhất này là vẫn còn rất là nhiều trái thì mình sẽ rách sắc cái rổ ra hái trái hồng giòn cho các bạn coi ha. Hồng giòn ở Mỹ tên gọi là persimmon. Rất là giòn, rất là ngọt, giống như trái táo, trái bơm của Mỹ vậy các bạn. Nhưng mà cái mùi vị nó thì sẽ thơm ngon hơn. Đây mình sẽ cho các bạn thấy hồng của mình nó bự bao nhiêu ha. Đây là cái tay của mình và đây là trái hồng. Nó hơi sắp bóng hả các bạn. Có cả những trái thật bự ở đằng kia đây. Rất là bự đây các bạn. Bự bằng bàn tay của mình luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cái hái cái trái bự ở trên này trước nha. Cái cành này cao quá làm sao mà ở dưới tới đây. Ê, nhúng lên. Ây da. Thôi mình sẽ hái những trái thấp, trái này cao quá, mình lùn quá, mình dưới không tới bạn ha. Giờ mình sẽ kiếm cái trái nào thấp thấp ở dưới mình sẽ hái. Chùm này có hai trái rất là bự đây. Coi đủ đỏ để hái chưa. Mình nghĩ là mình thì không có thích ăn chín quá thì nó sẽ không được giòn ha các bạn. Cho nên mình sẽ hái cái trái xanh vừa đủ thôi. Cái kiểu mình hái là mình sẽ vặn vặn cho nó cái cuống nó gãy ra mình sẽ bứt xuống. Chứ còn cái cuống nó cứng lắm các bạn. Dùng kéo là sẽ không có cắt được đâu. Tại vì cái cuống nó bự lắm. Và đây là trái hồng của mình. Đấy các bạn thấy trái hồng bự chưa. Nó bự bằng bàn tay của mình rồi các bạn. Đây là trái hồng của chúng ta. Hồng này nhà mình trồng rất là giòn và ngọt nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi bỏ trái hồng lại vô cái rổ. Các bạn coi cái rổ mình mà trái hồng nó muốn bự gần bằng cái rổ của mình luôn các bạn thấy không. Rồi bây giờ thì hái trái thứ hai. Mình sẽ hái những trái thật đẹp để mình vô mình cúng cho ba của mình. Thành ra mình lựa trái bự mình hái các bạn ha. Trái này cũng bự các bạn. Giờ mình hái cái kiểu mình hái là mình sẽ xoay nó. Xoay và nó sẽ đứt cuống như vậy các bạn. Đứt cuống như vậy thì nó sẽ rụng ra. Mình sẽ bỏ vô trong rổ. Hai trái. Mình đang bò lổm ngổm với cái cây hồng của mình đây. Bự quá các bạn ơi. Trái đây cũng bự quá nè. Mình sẽ hái cái này. Vặn cho nó ra. Xoay. Xoay tới khi nào nó rụng cuống thì thôi. Thêm một trái. Nó còn xanh xanh vàng vàng nhưng mà như vậy nó mới giòn ngọt các bạn. Khi mà nó mà đỏ quá, nó chín quá thì nó vẫn giòn nhưng mà nó sẽ giòn theo kiểu xốp xốp các bạn. Nó không còn ngon nữa. Đây có một trái thật bự trên đây. Vừa tầm tay với thì mình sẽ hái luôn trái này. Và cũng là cái cắt xoay cho tới cái cuống nó gãy ra. Tới sợ
đây một trái nữa. Hôm qua là ngày Halloween đó các bạn. Có bạn nào đi xin kẹo ở trong xóm không các bạn? Mùa dịch này thì mình cũng sợ dịch bệnh, thành ra mình không có đưa con mình đi xin kẹo, cho nên mình chở ở nhà thôi. Cái trời cũng lạnh đó các bạn, thành ra cuối mùa, cuối tháng 10 là cũng vô mùa đông rồi á. Trái này hơi lì lợm, không chịu rớt xuống. Đây, được 5 trái hồng, đầy một rổ. Mình nghĩ là mình chỉ hái 5 trái này thôi. Tại vì hồng á, khi mà các bạn hái xuống ăn liền thì nó rất là giòn và ngon. Nhưng mà đã các bạn mà để vài ba bữa nữa thì nước theo kiểu nó bốc hơi rồi trái hồng nó sẽ bị khô lại các bạn, nó sẽ không giòn nữa. Thì mình sẽ đem vô cúng ba, xong sẽ mình sẽ cắt một trái để cho các bạn coi mình ăn thử là ngon hay không nha. Nhưng mà hồng mình thì rất ngon và giòn và ngọt. Chứ còn nhiều bạn khác trồng hồng thì có thể là sẽ tưới nước nhiều quá hay là gì đó, thì hồng nó không được ngọt các bạn. Cho nên mình sẽ ghép vô một cái video là mình ăn hồng cho các bạn coi nha. Ok, tạm biệt các bạn.